Hello, xin chào các bác nhé. Tiếp tục có clip ngày hôm nay thì em lên cho bác một em đang thanh lý một cái đống đồng hồ này các bác nhé. Đấy, đống đồng hồ này tất cả đều là đồng hồ treo tường hết các bác nhé. Đây, các bác cùng theo dõi với em nhé. Đấy, các bác có thắc mắc gì thì các bác liên hệ với em vậy 0983 329 755 cho em vậy. Các bác xem clip của em thì cho em xin một like một chia sẻ các bác nhé. Thì mã đầu tiên lên cho bác đây, làm con đồng hồ của thằng Seiko các bác nhé. Đấy, hình thức con này khá, đây là hình chữ nhật nhé, dài với khoảng tầm đấy ngang này đó. Các bác đây, con này Japan các bác này, Japan này đấy, sau đây đây Japan các bác nhé, đây Japan này thì máy Japan hết các bác nhé. Đấy, con này có hình như có cả chung chắc là chung loa các bác nhé, để em thử xem không biết nó chạy không, nhưng mà cũng không có gì cả. Pin của nó thì là pin chung cơ, nhưng em lắp vào cái pin con thỏ này cũng được các bác nhé, pin tiểu này thoải mái nhé. Này lắp chạy không? Không biết đến giờ nó đánh không, không rõ. Không biết đến giờ nó kêu. Đây các bác, con này vẫn kêu nhá. Đây, tắt này. Tắt bật này. Đây âm lượng này. To đó này. Đấy, con này có gồm 6 bài hát các bác nhá, gồm 6 bài hát này, 1 2 3 4 5 6 bài nhá. Đấy, đánh đàng hoàng các bác nhá. Có cảm biến ngày đêm này, cảm biến ngày đêm này, ví dụ như tối nó che đi cái thì nó không không thì nó thì cái âm nhạc thì nó sẽ không kêu nhá, còn ban ngày có điện thì nó sẽ kêu nhá. Đấy, rất là hay. Thì con này cái mã đầu tiên này, mã số 1 nhá. Đấy, thanh lý các bác, đây là giá thanh lý các bác nhá, mã số 1 này, còn em bán ra là 400k nhá. Đấy, có chuông nhé, có chuông này, có cảm biến ngày đêm này, để cảm biến ngày đêm của nó thì nằm ở trên mặt trước này. Đấy, có điều chỉnh âm thanh nhé, to nhỏ này. Đấy, máy Japan hết nhé. Đây, đây các bác nhé, đây có cảm biến ngày đêm này, thì mã số 1 thanh lý các bác nhé là 400k này, mã số 1 này. Đấy thì chắc là em cũng không cần biết ngày nữa các bác nhé. Đây, tiếp theo mã số 2 này. Đây, mã số 2 em lên cho bác đây, con này cũng đây, con này có máy của gì đây, đây máy của Citizen các bác nhé. Citizen này, hàng này hàng chưa vệ sinh các bác nhé, hàng chưa vệ sinh này. Đấy, hàng chưa vệ sinh nhé, con này gỗ nhé, con này có 1 2 3 4 5 6 7 8 nhé, con này là bát giác các bác nhé, bát giác này mặt đấy rất là hay các bác nhé, con nhìn có nhìn rõ này. Đấy, bác là chốt thì bác vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 329 755 cho em với. Con này nó không chạy các bác nhé, đây con này không chạy này. Đấy, con này ra không chạy nhá. Mã số 2 thanh lý luôn các bác này, không chạy này. Mã số 2 này, không chạy này. 150k nhé. Đấy. Video hôm nay là xem cũng không còn video nữa. Đấy nhá, không chạy các bác nhé. Thanh lý luôn này. Bác nào lấy về các bác có thể thay máy các bác ấy nhá. Còn hình thức nó khá đẹp, đây bên ngoài là gỗ này. Gỗ đây nhá, còn chỗ này là nhựa này. Đó. Tiếp theo mã số 3 này. Mã số 3 thì ngày xưa nó là mã số 17 của ngày 28 tháng 4 này, nói chung là con này cũng để lâu rồi đấy. Xóa đi đó này. Đấy, thì để hôm nay test lại. Con này của con này gỗ nhá, vun gỗ trong ấy, vun gỗ luôn đấy, này, gỗ này. Con này cái pin nó đây các bác nhé, con này có chạy nhá. Đấy, có chạy này, Japan này, đây Japan các bác nhé, Japan này, Yem này. Đấy, đây sau nhựa con này, sau ấy này, đây sau con chắc chắn nguyên nhá. Đấy, chắc chắn nguyên các bác này, gỗ này, đây là gỗ này, gỗ xưa các bác nhé. Máy nước của nó hoạt động khá là hoàn hảo các bác này. Đấy, mặt to này thì em thanh lý luôn nhá, con này em bán nó ra đây. Yem này gấp Japan, máy Japan hết này. Thì con này mã số 3 này, hôm trước là em bán 600 này, thành lý luôn các bác nhé, 350k này. Đó, bắt đầu chốt thì bác vui lòng liên hệ với em nhé, 0983 329, các bác nhìn cái kim của nó này, nhìn kim của nó nhìn đã được kim đồng này, 329 755 với em với. Các bác xem clip của em thì cho em xin một like và chia sẻ các bác nhé. Các bác nào mà chưa đăng ký kênh em xin đăng ký kênh. Tiếp theo mã thứ tư này, đây em lên cho bác của em đồng hồ này, con này máy to đùng các bác này, to đại bác luôn này. Đấy,
con này của gì đây, con này của Citizen các bác nhé. Đây con này hai tầng các bác này, hai tầng nhé. Đấy, con này là vỏ, nó là vỏ nhựa giả gỗ các bác nhé, vỏ nhựa giả gỗ hai tầng nhìn rất sang trọng nhé. Đây Japan các bác này, Japan này nhé. Đó, to đùng này. Đây mặt mũi đằng sau đây nha các bác này, bề máy nó to đùng này. Xem em bây giờ không có pin này, nó là pin gì đây, pin chung, pin đại lắm rồi. Con này là pin chung các bác nhé, pin chung thì em không còn pin chung ở đây, em lắp vào đây thì thôi em cứ bán mù các bác nhé. Nói chung là cứ giá thành lý thôi. Đây giá thành lý con này nhé, con này to đùng các bác nhé, giá thành lý này. Nói chung là giá thành lý, em không biết nó sống chết như nào không biết nhé các bác nhé. Thì mã số 4 các bác này, mã số 4 nhé cũng. Nhưng con kia thì em test nó lên rồi, con này test không có pin, test không em bán luôn con này nhé, 350k này. Đấy, con nào chốt thì bác vui lòng liên hệ với em nhé, 0983329755 cho em với. Nhưng mà giá thành lý các bác nhé. Tiếp theo mã thứ 5 này, em lên cho bác một em này, Japan này, Citizen này, số nổi các bác nhé, này cái số nổi này. Đấy của Citizen nhé. Mặt khung gỗ to đùng, con này to đùng luôn này. Đấy. Đây, ngang nó cũng to đùng luôn. Đây hình vuông nhá. Ở đây chưa có ở đây hình vuông các bác nhé. Đấy. Còn khá là ok là sau đây. Thì Japan cái máy này em không biết là nó còn lên không, để em test thử có lên không. Đấy, giá hôm nay là giá thành lý rồi đấy. À vẫn chạy các bác nhé, chạy hoạt động hoàn hảo các bác nhé. Đấy, đây chỗ này nó là, đây nó là nhôm CMC sao các bác nhé, bên trong đây này rất là đẹp nhé. Đấy, thì con này con mã số 5 này, mã số 5 nhé, mã số 5 này thì em thanh lý các bác luôn con này với giá là 400k nhé. Đấy, chỉ có 400k thôi. Bác nào chốt thì bác vui lòng liên hệ với em nhé, 0983329755 với em với. Đây là tất cả để giá thành lý các bác nhé. Đây một mũi đó khá chùa các bác nhìn này. Đấy, máy miếc của nó thì khá là ok. Tiếp theo mã số 6 này, đây em thành lý tiếp theo này. Làm con này là của gì đây, con này là của thằng này là của Citizen các bác nhé, web Citizen này, tất cả Japan nhé. Đây còn nguyên bộ Nhật các bác nhé, sự bác là về không có thời gian với em này. Con này là gỗ này, à xin lỗi các bác, đây là nhựa nhé, nhựa này. Đấy, thật sự các bác là về không có thời gian để mà lau chùi nữa, để các bác về có tự lau nhé, chứ lau qua sạch là con này lau mặt lau sạch đấy, chỉ là bụi bẩn thôi. Đấy, đây xem sau đây, sau của nó là gỗ, đây nó là gỗ ép các bác nhé. Đây, máy Japan này. Đấy, xem test thử cái pin xem làm sao, cái máy rất là hay nhé. À chạy bình thường các bác nhé, chạy bình thường này. Đấy, chạy bình thường nhé, con này chạy bình thường. Thì con này con mã số 6 này, mã số 6 nhé, chạy bình thường các bác nhé, thanh lý cho bác luôn. Con này với giá là 400k này. Đấy, mà thôi 380k các bác nhé. Đấy, bác nào chốt thì bác vui lòng liên hệ với em nhé, 0983329755 cho em với. Các bác xem clip của em thì cho em xin một like, một chia sẻ các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh, cho em xin đăng ký kênh. Đấy, tiếp theo mã số 7 này, 1 2 3 4 5 6 7 này, 7 các bác nhé. Thì em lên cho bác đây, con này là của thằng, đây của thằng Citizen nhé. Con này là radio control các bác nhé, radio control này. Đấy thì em sẽ lắp máy vào đây, lắp pin vào đây nhé. Con này 2 pin này. Đấy, quá trình các trình giờ các kiểu đây. Đây nhỉ, nó đây nó cứ đang cái sóng radio, nó bắt sóng radio nhé, cảm biến ngày đêm quá nhá. Đây này, che lại đi. Đó, radio control đấy. Thì nó đang rò sóng các bác nhé. Đây con này kim là kim trôi các bác này, kim là kim trôi. Đấy, thì con này em bán luôn, giá thanh lý luôn các bác nhé. Mã số 7 này, con này bán với giá là 6, xin lỗi các bác nhé, là 400k các bác nhé, đều 400k hết. Đấy, hôm nay thì bác nào chốt thì bác cũng đồng hệ với em nhé, 0983329755 cho em với. Có xem clip của em thì cho em xin một like, một chia sẻ các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh, cho đăng ký kênh. Thì vậy là em đã lên clip là gồm là 7 cái nồi, 7 cái đồng hồ nhé, 7 cái đồng hồ, mà bác nào mà lấy tất cả 7 cái ấy, thì em tính đồng đều là 300.000 một cái. Còn bác nào lấy lẻ thì giá lẻ đây. Còn bác nào mà lấy tất cả 7 cái này thì cứ 300.000 một cái, 7321. Đấy, 7321 là 2 triệu mốt đấy, tính tròn 2 triệu. Đấy, bác nào lấy
7 cái. Còn bác nào mà lấy lẻ thì ghi giá lẻ đấy các bác nhé, thì cứ đấy. Thì cái theo mã số mà các bác lấy nhé. Em chào các bác nhé. Hẹn các bác ở clip tiếp theo ạ.